ngươi tên này lén trà trộn vào khi nào? Lời này lão nạp không thích nghe, lão nạp mãi đều ở đây. Sao lại vậy? Rõ ràng một chút cảm giác yêu thú đều cảm nhận không được. Ta cũng cảm giác không ra cô ta có hơi thở yêu thú. Lão nạp nhìn lối vào tầng hai lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu gặp nhiều người như vậy xuất hiện ở đây đó. Thỏa mãn lớn, thỏa mãn lớn. Ngươi rốt cục là người gì? Ngươi cũng là tu chân giả đáng yêu hoàng lăng tìm báu vật ư, vì sao lúc trước không thấy ngươi? Ngươi tìm báu vật, không phải nha. Lão Nạp tên gọi Mộ Trần, là người bảo vệ của Hoàng Lăng tầng 2. Quá lâu rồi không có đối thủ đến đánh cùng lão Nạp rồi, lão Nạp bây giờ tay chân ngứa ngáy khó chịu quá a. À. Nào, xin hãy dùng hết chiêu trên người các ngươi đánh lão, dừng lại, đỉnh núi này trống không, làm sao ngươi chứng minh ngươi là người giữ cửa tầng 2 đây? A à, là lão Nạp manh động rồi. Lối vào tầng 2 chính là ở đây nha, nhưng cần lão Nạp mở ra. Hôm qua khe hở này thì có thể đến tầng 2 yêu Hoàng Lăng. Ấu nương, lấy tên này luyện tay đi vừa đúng có đối thủ đến thử hiệu quả tu luyện vừa rồi của chúng ta ồ à hạ nhóc con lão nạp nhìn ngươi mới sơ nhập pháp tương cảnh vậy thì lão nạp không dùng pháp tương chi linh để ước hiếp ngươi pháp tương chi linh tiểu giao long lúc trước cái tiểu nhân nằm sấp trên nguyên đan ngươi chính là pháp tương chi linh là pháp tư cảnh mới có linh thể nếu cô ta không phải dọa người cô ta cũng là cường giả pháp tương cảnh nếu là tiền bối pháp tương cảnh vậy thì không cần thủ hạ lưu tình đi phong hạ vung đòn tấn công nhưng tốc độ của cô ta quá nhanh A à hạ, nhanh quá, ý, đem người yếu đuối đột nhiên biến ra một thân thịt, hắn cũng không có cách lập tức quen với sự tăng trưởng sức mạnh. Ngươi cũng vậy, nghĩ chắc là cảnh giới của ngươi vượt quá thời gian trải nghiệm quá ngắn rồi, ngươi còn hoàn toàn chưa thể phát huy ưu thế của pháp tương cảnh. Hư, phong hạ chưa kịp phản ứng thì đã bị mộ thần kẹp giò vật xuống đất. Người trẻ a, cũng không quan sát quan sát đối thủ, xông lên là đánh. Công pháp ngược lại màu mè nhưng cái gốc không đủ, quả nhiên còn non lắm a. À. Bỏ a hạ ra khi thế của tiểu nha đầu cũng không tệ nhưng mà các ngươi đều có bệnh chung lỗ mãn rất nhanh mộ thần đã nắm được tơ nhện quả thật là tơ nhện khá dai nhưng đối mặt đối thủ không biết lai lịch một lần phóng nhiều như vậy ngược lại sẽ trở thành cái cán trong tay đối thủ cô ta vậy mà lại dùng tơ nhện kéo ấu nương bay lại chính là giống như vậy ấu nương bị quay vòng vòng khóc không ra tiếng không được không được các người bây giờ như vậy căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của lão nạp thanh niên có đôi mắt tốt lại không biết dùng nhìn điểm không nhìn đường nhìn đường không nhìn mặt, nhãn giới không mở, còn muốn đánh nhau. Sư phụ của các ngươi cũng quá không biết dạy rồi. Nếu không phải bổn thể của lão tổ không ra được, không thì phải xé tiểu Nico cô ngươi ra làm ba mảnh. Tiểu tử thối, lên binh khí, tuổi này có kinh nghiệm già ngàn năm, so với làm việc tay chân các người hoàn toàn không phải đối thủ. Không phải chứ, hộ lăng thú đây và tầng một cách biệt quá lớn rồi. Vậy thì ta không lưu tình nữa. Phong hạ dùng sát chư đao chém mộ thần. Sức công kích rất mãnh liệt, nhưng khoảng cách thực lực quá lớn, dường như không đủ làm thương mộ thần tiểu tử thanh đao này vì sao lại ở trong tay ngươi ngươi nói cái này nhặt trong hòm thính à nhầm ta nhặt bên đường nói bừa đây là bảo vật của thiên văn thần quốc rơi ở nhân gian cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện nhặt tiểu tử ngươi đến qua phố cổ thiên văn ngươi biết phố cổ rõ ràng ngay cả tiền bối trần hải đều không biết lai lịch của sát trừ đao ngươi đều biết những gì sát trừ đao và thang trời trong miệng ngươi đều là di bảo của thiên văn thần quốc ta nếu ngươi dùng không được còn chi bằng ở đây trả cho lão nạp ngươi thích leo lên người khác như vậy sao a à, nếu như đã có được sự khẳng định của hai món thần khí lão nạp cũng không làm khó ngươi chỉ cần ngươi giao trả chúng tầng hai có thể để ngươi lên nói đùa gì chứ ngươi đều nói ta có được sự khẳng định của hai món thần khí rồi dựa vào gì cho cô còn có ngươi là đến từ thiên văn thần quốc thiên văn thần quốc sớm đã mất rồi lừa ai chứ họ đều là bạn của ta nếu giao cho ta thì có đối thủ có thể đánh ta không cần chán như vậy rồi dù sao trong tầng hai báu vật khắp đất ngươi chỉ bằng đi lựa vài báu vật có thể điều khiển được đến chúng ta đánh tiếp mộ thần đừng chơi nữa tiếng của linh nữ tỷ tỷ a lão nạp đây chẳng phải thử cân lượng của họ sao thì ra ngươi thật sự ủy thân nơi tiểu tử này rồi à, tiểu tử này trông đáng tin vậy sao ta và hắn đạt thành hẹn ước nào đó mộ thần cô đừng nhiều chuyện thôi được thôi được nếu là ý của ngươi thì lão nạp không làm khó hắn rồi ngại quá không đánh không quen không đánh không quen ê bạn nhỏ bên đó, tiểu tử mặc áo xanh đó đã là người mạnh nhất trong số các người rồi chứ. Vậy xem ra cũng không cần phải qua chiêu với các người nữa. Bởi vì thực lực xa xôi quá lớn mọi người một câu đều không dám xem vào. Trong yêu hoàng lăng đều là ức hiếp người vậy sao? Đây là nội dung chúng ta không cần trả phí là có thể xem được sao? Để ta tự giới thiệu lần nữa, lão nạp là tạo vật thiên văn thần quốc. Tiểu thiên chiến chống mộ thần, giống với thang trời, cũng là một thần khí. Lão nạp ở trước cửa tầng hai canh giữ nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra ngoài ý muốn gì. Nếu các người muốn có nhiều cơ duyên hơn, vào tầng 2 đó là muốn có điều có a. À? Ơ, ừ, tiền Bối Mộ Thần a. Sao ngươi tự ý vào rồi, nể mặt lão nạp một chút được không? Tầng 2 này của ngươi hình như, Ô Nhiễm có chút nghiêm trọng a. À? Phong cách của Mộ Thần tiền Bối người không thể kiên trì đến cuối cùng sao? Yêu Hoàng Lăng tầng 2, nằm trong không gian thảm bộ ở Trung Ương Thần Sơn sơn đỉnh. Nếu nói tầng 1 chỉ là tầng thí luyện trời sinh, thì bắt đầu từ tầng 2 chính là Lăng Mộ chân chính rồi chỗ này trôn không ít yêu vương và báu vật trôn cùng yêu vương khác với tộc người yêu vương sẽ mang theo pháp khí của mình trôn cùng trong đó còn giấy pháp khí tu vi của yêu vương nếu có được tu luyện gì đều miễn rồi yêu tộc có thể vào tầng hai cơ bản có thể mưu cầu yêu vị của mình rồi chỉ là số lượng yêu tộc có thể đạt đến tầng hai rất ít nhưng bây giờ sao lại trở thành như vậy ha 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 là mơ nhất định làm mơ a à hạ cô ấy hình như sắp không được rồi đã kiếp này có chút lớn a à. Tần hai hình như đã hoàn toàn bị khói xương quỷ dị này xâm chiếm rồi, ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, thực vật toàn bộ đều khô héo rồi, đừng nói pháp bảo các đường, ngay cả một mảnh vỡ cũng đều không nhìn thấy. đang âu sầu tìm mộ thần mới nhìn lại cây thảo dược của mình, thiên linh thảo của lão nạp, tiểu thiên linh, ngươi sao vậy? lão nạp còn chưa kịp ăn ngươi, sao lại để ta người đầu hồng tiễn kẻ đầu xanh à? a, à, tiểu sơn chi, a, à, tiểu tuế, a, à, tiểu ngũ quả, lão nạp chẳng qua mấy chục năm không trở về chăm sóc các người sao ngươi biến thành như vậy rồi à ua lão nạp cuối cùng bảo vệ những thứ gì à ta cảm thấy người bỏ hoa cỏ tự nuôi mấy chục năm có lẽ không có tư cách hỏi vấn đề này còn có ngươi để nuôi thứ hình dạng kỳ lạ gì con a à, ngươi chẳng phải nói thần long gì đó ở đây sao ngươi khẳng định sao khẳng khẳng định nhỉ thần long đế quân sao có thể vì để đến nơi tan nát này mà xuyên không thế giới không nên à Tiên bối thần mộ ta cũng đừng làm mấy thứ này nữa vẫn là mau cha xem đi người bảo hộ tỳ không có thiết lập đặc biệt có thể cảm chi loại chuyện ở đây. Tình hình này tầng 2 chắc chắn không phải là tự nhiên hình thành nhỉ. Ngươi nói đúng. Nếu để lão nạp bắt được tên đầu sỏ này, nhất định sẽ vặn đầu cá này của nó xuống. Thuật thiên văn cảm chi. Cả hoàng lăng tầng 2 vậy mà hoàn toàn bị khói xám che đậy cả rồi. Đám người đó ở đây, phạm vi xâm hại còn có thể lan tỏa rộng như vậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì rồi. Chẳng lẽ là... Tiếng gì? Vo ve vo ve. Mật ong. Lại là một con ong khổng lồ đây là miếng mật ong ngô là đội công ong của cô ấy con ong to này lại có lai lịch gì với mấy tên cô lúc nãy nói là cùng một bọn sao ơ ừ, không tính nhỉ oa a hạ mùi vị này ngon quá à ta à, đã ăn rồi tiền bối mộ thần không phải mới dạy chúng ta phải cẩn thận chút sao không biết vì sao người cái mùi này cơ thể không tự chủ sau khi ăn mật xong ấu nương lại bị con ông gắp đi phong hạ thấy vậy cũng hốt hoảng ấu nương pháp trận truyền tống phong hạ cố gắng nhảy vào nhưng không kịp pháp trận đã biến mất trận trên lúc nãy không phải phát ra hơi thở của thú hộ lăng mà là tộc yêu chỗ này vậy mà còn có tộc yêu khác